Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của Thế Giới Máy. Hôm nay tiếp theo các dòng sản phẩm về bình xịt điện, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bình xịt điện hiệu Văn Long Vàng. Bây giờ chúng ta cùng xem chiếc bình này như thế nào nhé. Khi khui thùng máy ra, chúng ta sẽ có một cần xịt. Đây là thân máy. Chiếc máy này là chiếc COV18. Chiếc máy này có thiết kế dây xịt được gắn trực tiếp vào trong bình. Khi mở thân bình ra thì phía trong ta sẽ có một lọc rác. Bên trong ta sẽ có cái hướng dẫn sử dụng. Đây là bộ dây đeo lưng. Một bộ vét xịt. Adapter sạc bình ắc quy. Đây là tay cầm van bi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp chiếc bình xịt điện COV18 này nhé. Đầu tiên ta sẽ lắp dây xịt vào trong tay cầm van bi. Tiếp theo ta sẽ lắp cần xịt vào. Đây là một vết xịt tùy theo mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn có thể sử dụng những vết xịt khác nhau. Chúng ta lắp vào trong cần xịt. Tiếp theo ta sẽ lắp dây đeo lưng. Đây là cặp dây đeo lưng, chúng ta sẽ luồn qua đây và siết chặt lại. Móc khóa vào trong phía dưới. Tương tự với chiếc dây đeo lưng còn lại. Ngoài ra trong bịch phụ kiện chúng ta sẽ có một cái núm vặn để điều khiển tốc độ phun của máy, chúng ta sẽ gắn vào bên hông. Và bên hông này chúng ta có công tắc để tắt mở máy. Khi ta mở máy, máy sẽ hoạt động và đèn báo lưu lượng pin sẽ hiển thị. Đây là giác để cắm sạc. Chúng ta có móc để treo cần xịt. Gắn vào bên hông. Bình xịt điện COV18 này có dung tích bình chứa là 18 lít. Sử dụng ắc quy 12V 8Ah, có công suất từ 0,15 đến 1 MVA, lưu lượng nước từ 1,5 đến 2,4 lít trên phút. Bình xịt điện COV có các dòng cho các bạn lựa chọn, ví dụ như 16, 18 hoặc 20, tương ứng với 16 lít, 18 lít và 20 lít. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm của COV, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh
để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.